Cái đầu tiên là chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là cập nhật về bệnh lý man tim. Ở đây thì chúng ta sẽ đọc ở trong sách, nó có đầy đủ rồi về các cái triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng ABCD, chúng tôi không có giảng lại. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh kỹ là một số các cái khái niệm, các cái điểm chính về các cái bệnh lý man tim hiện nay, hiện đại nó đã thay đổi như thế nào, và các cái cách tiếp cận các bệnh lý man tim ra làm sao. Thì có rất nhiều các cái bệnh lý man tim, thế do cho nên là trong một thời gian ngắn, 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi xin phép là trao đổi những cái nét cơ bản thôi, và đưa ra các tình huống để chúng ta cập nhật. Và những tình huống ban đầu chúng tôi đưa ra có thể đây sẽ sau này sẽ là tiền đề cho những câu hỏi đấy, nên là các bạn cứ nghiên cứu mà trả lời được đúng như vậy là chúng ta đã hiểu được các cái vấn đề như vậy rồi. Thế thì hôm nay này chúng tôi muốn cập nhật là dựa trên các cái khuyến cáo của AHA/ACC. Trong lúc quá trình tôi nói, nếu có những vấn đề gì trục trặc các bạn không nghe được, hoặc là các bạn có những cái gì cần phải trao đổi thắc mắc, thì các bạn cứ dừng lại nhé. Các bạn có thể tham gia chúng ta qua cái biểu tượng là giơ tay, hoặc là chúng ta làm gì đó để tôi biết được, để tôi còn dừng lại để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Thế thì tôi bắt đầu bằng một trường hợp như này. Trường hợp 47 tuổi, đi lại mới khó thở, lên tầng tiền sử lại không có gì đặc biệt, đi khám thì mới bắt đầu phát hiện ra cái gọi là rung tâm trương, thổi tâm thu, T2 mạnh tách đôi ở đáy. Đấy, chứ các bạn đều như thế. Điện tâm đồ thì chúng ta nhìn thấy rất rõ, đây là trên điện tâm đồ là gì, trục chuyển sang phải, dày thất phải rất rõ ràng rồi. Còn nếu các bạn để ý kỹ vào cái sóng P ở đây, P2 lá, tôi không còn úp mở gì nữa. X quang thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh điển hình của một cung, hai cung, ba cung, bốn cung và năm cung bên trái. Đến đây thì các bạn cũng đã đoán ra nó là cái dây bệnh gì rồi, tôi cũng không cần bàn cãi thêm nữa. Siêu âm thì quá rõ đây rồi, hẹp khít van hai lá. À không, khít, xin lỗi, diện tích là 1.52, DD là 45, chênh áp qua van hai lá 80 m thủy ngân, áp lực động mạch phổi là ước tính 40, có hở hở hai lá kèm theo, diện tích dòng hở là 5 cm vuông, không có huyết khối trong buồng tim. Đấy, chúng ta xem lại là như này. Rất rõ đây gặp một tình huống lâm sàng bệnh nhân hẹp van hai lá, có triệu chứng khi gắng sức, nôm na như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra thì bệnh nhân này bị hẹp hai lá thôi, cái này thì chẩn đoán không còn không hỏi lại các bạn nữa. Nhưng mức độ là mức độ mấy? Theo phân loại gì? Có cần phải làm siêu âm thực quản hay không? Bệnh nhân này có chỉ định can thiệp, ví dụ có nong van hai lá hay phẫu thuật hay không? Bệnh nhân có nên dùng thuốc chống đông điều trị hay không? Bệnh nhân ví dụ phải đi nhổ răng, ví dụ không phải mổ, không phải nong van hai lá, bệnh nhân phải đi nhổ răng thì có chỉ định dùng thuốc kháng sinh trước khi nhổ răng hay không? Đây cũng là một câu hỏi trong bốn, nghĩa là riêng cái bệnh nhân này tôi đã hỏi được các bạn 7 câu đấy. Nếu không phải can thiệp thì sau bao nhiêu lâu ta làm lại siêu âm cho bệnh nhân một lần? À, cái quan trọng nữa là bệnh nhân này họ muốn có con, họ muốn chửa đẻ thì có chửa đẻ được không? Đấy là cái câu hỏi là đặt ra cụ thể cho bệnh nhân này. Các bạn nắm thì đây là chính là có 7 tình huống, sau này là sẽ có 7 câu hỏi. Lại một trường hợp khác, 32 tuổi, đã được mổ thay van nhân tạo cơ học cách đây 3 năm, van hoạt động rất tốt, bệnh nhân đã có một con, bây giờ muốn có con lần thứ hai, siêu âm rồi khám lâm sàng hoàn toàn bình thường. Câu hỏi là có nên, nếu tôi mong muốn có thai có thể có chữa đẻ được không, trong lúc có thai tôi phải uống thuốc chống đông như thế nào? Thì đấy là những câu hỏi rất thường gặp chúng ta trong thường ngày. Là một bệnh nhân thứ ba chẳng hạn, bệnh nhân 79 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, COPD, khám ta có hẹp van động mạch chủ trên siêu âm tim là 0.9, NIHA 2 đến 3, lẫn lộn trong cái lúc đấy. Diện tích, xin lỗi, DD nghĩa là đường kính thất trái thời kỳ tâm trương 50, và DS là 35 mm thủy ngân. Câu hỏi một là bệnh nhân này có chỉ định can thiệp hay không? Nếu có chỉ định thì chúng ta lựa chọn phương án phẫu thuật hay là thay van qua đường ống thông. Còn nếu không để theo dõi thì siêu âm sau bao lâu chúng ta làm một lần, giống như bệnh nhân trên 1 năm, 2 năm, 3 tháng chúng ta hẹn đến làm một lần. Thuốc nếu không phải can thiệp thì có cho bệnh nhân uống thuốc không? Nếu uống thì uống thuốc gì là tốt cho trường hợp này? Đây là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, lại một bệnh nhân chỉ hở van ba lá rất nhiều, rung nhĩ lại bị COPD, đường kính thất phải 37, áp lực động mạch phổi 50, DD 40, EF 55%. Chúng ta điều trị như thế nào? Có cần dùng chống đông hay không? Có chỉ định mổ để sửa van ba lá hay không? Trên nền mà bệnh nhân hở van ba lá rất là nhiều và COPD. Trường hợp thứ năm, bệnh nhân nữ 37 tuổi, có hở hai lá,
xin lỗi, được phẫu thuật sửa van, chức năng tim ổn định. Hiện bệnh nhân bị bệnh lý răng số 8 cần can thiệp. Câu hỏi là có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không? Đấy, nếu bệnh nhân này lại cũng một bệnh nhân tương tự bệnh nhân này thì đi soi dạ dày, có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không? Đấy là một loạt câu hỏi đặt ra trong khoảng nghìn cái tình huống van tim này, và tới hàng mấy trăm câu hỏi cả tha hồ các bạn lựa chọn. Nhưng đây là những tình huống hết sức thực tế thì chúng ta phải trả lời. Thế thì để trả lời câu hỏi này thì có từng bài riêng cho các bạn rồi, nhưng mà có những nguyên lý chung và các cái khuyến cáo nó cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây thì trường hợp này thì không chữa được. Ngày xưa chúng ta ví dụ bệnh nhân có thai chẳng hạn, thì khi đi học ngày xưa cái thời trước tôi một chút thì các thầy giảng là gì? Khi bệnh nhân có bệnh tim nói chung, bệnh man tim thì không nên lấy chồng, mà đã lấy chồng rồi thì không nên có thai, mà không may có thai rồi thì không nên để lại giữ có thai lại và vân vân. Rồi khủng khiếp lắm, cái chuyện đấy là rất khủng khiếp. Thế thì cần gì cái vai trò của bác sĩ nữa? Lúc đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể là người bệnh người ta cũng sẽ nắm bắt được, mà đấy là cái quyền lợi chính đáng người ta. Vai trò bác sĩ là gì? Vẫn chữa cho người ta tốt và vẫn đảm bảo cho người ta đưa lại một cuộc sống về mặt sức khỏe cũng như là những mong ước bình thường của người ta. Thì đấy là một loạt câu hỏi là làm gì, khi nào, như thế nào, thì chính là trong cái khuyến cáo của bệnh lý van tim nó là đưa ra rất rõ như vậy. Thế số 1, trả lời ngay câu hỏi cái bệnh nhân đầu tiên kia là giai đoạn mấy, thì chúng ta bây giờ phân độ giai đoạn theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ từ năm những năm trước đây, từ năm 2007, 13 rồi 17, bây giờ là 20. Khuyến cáo van tim thay đổi vì có rất nhiều các nghiên cứu nó thay đổi theo thời gian, cho nên đã có rất nhiều quan điểm nó cũng thay đổi. Nhưng phân độ suy tim nó cũng không thay đổi nhiều. Trong đó có cái giai đoạn như sau. Xin lỗi, là giai đoạn của bệnh lý van tim, giai đoạn A, B, C, D. Ta nhớ là A là gì? Vẫn là bệnh nhân có nguy cơ bị cái bệnh lý van tim đấy thôi. B là giai đoạn là đang tiến triển, bệnh nhân đang tiến triển cái bệnh lý van tim đấy nhưng mức độ từ nhẹ đến vừa và không có triệu chứng. Giai đoạn C là giai đoạn bệnh lý van tim nó rất rõ rồi nhưng hoàn toàn là không có triệu chứng nặng nề. Trong đó là những bệnh nhân không có triệu chứng thì nó lại có chia làm hai cái C, là C1 là không có triệu chứng nhưng mà có bệnh lý van tim nặng. C2 là không có triệu chứng nhưng là có bệnh lý van tim nặng và vẫn còn và nghĩa là có còn bù của chức năng thất trái và chức năng thất phải. Còn giai đoạn D là gì? Là đã có triệu chứng rất nặng, nôm na là bệnh nhân đã phải đến nhập viện rồi. Và bệnh nhân bệnh lý van tim phát triển triệu chứng nặng rất là nặng và cần phải nhập viện, thì chúng ta thấy là A, B, C, D là bốn cái giai đoạn nó rất là rõ. Để sau này khi chỉ định cái gì thì người ta cũng phải bệnh nhân ở giai đoạn nào thì mới có chỉ định như thế nào, thì đấy là cái mà chúng tôi rất là muốn là chia sẻ để chúng ta cái khái niệm là phải phân giai đoạn đã. Hai là câu hỏi chúng tôi rất rõ, ví dụ cái bệnh nhân van hai lá trên chưa có chỉ định nong van hai lá, ví dụ như vậy, diện tích lỗ van 1.5 và áp lực động mạch phổi như vậy thì bao nhiêu lâu bệnh nhân cần phải khám lại một lần? Và đây cũng chính là cái việc mà để tranh cãi nhau, cái việc là tôi nói rất nôm na là khi bảo hiểm y tế nó hỏi là có bệnh viện là cứ một tháng hẹn bệnh nhân đến làm sâu một lần tốn bao nhiêu tiền bệnh nhân đi lại, nhưng có trường hợp lại bảo là 5 tháng hẹn một lần, có trường hợp là 1 năm hẹn một lần. Thế thì nó phải có khuyến cáo để đảm bảo là không bỏ sót bệnh nhân và không có bị lạm dụng. Nhưng ngược lại, trước khi là cái khoảng theo dõi này tôi phải nhắc rất rất rõ là gì, với điều kiện bệnh nhân ổn định, và nếu mà bệnh nhân không ổn định thì bất kể lúc nào có những cái triệu chứng nặng thì bệnh nhân cũng cần phải được đến nhập viện để khám và theo dõi. Đấy là cái câu trả lời này rất quan trọng. Ở đây nó tùy thuộc vào cái giai đoạn của bệnh, và thứ hai là dựa vào cái mức độ của bệnh và cái loại bệnh lý van tim. Tôi lấy ví dụ giai đoạn B có nghĩa là giai đoạn nhẹ, bệnh lý nhẹ chưa có triệu chứng, diện tích lỗ van trên 1.5, chưa có triệu chứng gì cả, thì bệnh nhân có thể theo dõi 3 đến 5 năm mới cần phải đi khám một lần. Nếu bệnh nhân bệnh lý van tim và chức năng thất trái hoàn toàn bình thường. Tôi lấy ví dụ như giai đoạn C là bệnh nhân bệnh van tim nặng rồi nhưng hoàn toàn không có triệu chứng. Ví dụ một trường hợp bị hẹp van động mạch chủ không có triệu chứng, mặc dù vận tốc qua van là trên 4 mét trên giây rồi, thì chúng ta có thể hẹn bệnh nhân sau 6 tháng hoặc 12 tháng chúng ta khám lại một lần, làm siêu âm lại một lần. Nhưng đối với bệnh nhân bệnh lý van tim mà cái diện tích nó rất là hẹp thì có thể là phải theo dõi mỗi năm một lần. Đây là bệnh lý van hai lá. Đến với mỗi bệnh lý nó có một cái theo dõi khác nhau, thì cái này tôi không đi sâu chi tiết, các bạn phải đọc thôi. Đấy là cái thời khoảng theo dõi chúng ta trả lời được rồi. Ví dụ cái ông kia hẹp hai lá,
1.5 nhưng lại có triệu chứng rồi chứ không phải không có triệu chứng, thì chúng ta phải phân độ của trường hợp đấy là lại rơi vào đến giai đoạn C phần sau rồi, thì chúng ta có thể là phải theo dõi 1 năm một lần, thay vì là nếu hoàn toàn không có triệu chứng như ở trên thì chúng ta lại theo dõi bệnh nhân đấy là 3 đến 5 năm mới một lần nếu mà 1.5 cm vuông đấy. Chúng ta nó lại còn dựa vào cả cái mức độ nặng nhẹ và mức độ triệu chứng của bệnh để chúng ta quyết định. Tiếp theo là nguyên lý chung là để điều trị nội khoa các bệnh lý van tim thì có những điều gì chúng ta cần nhớ. Điều nhờ nhớ số 1 là phòng thấp thứ phát, phòng thấp tim ấy, bệnh nhân bị bệnh lý van tim do thấp ở Việt Nam chúng ta vẫn nhiều thì bắt buộc phải phòng thấp thứ phát, người ta gọi là secondary prevention. Thế thì phòng thấp thứ phát dùng thuốc gì? Thì người ta có thể sử dụng các thuốc sau, vẫn benzatin, penicillin hay là penicillin G đấy, là thuốc tiêm tĩnh mạch 1,2 triệu, tiêm bắp sâu mỗi 4 tuần, hoặc penicillin V dạng uống, sulfadiazin, vân vân. Đây này, chúng ta có cái liều lượng dần như vậy. Người bệnh nhân sẽ hỏi thì tôi phải tiêm đến bao nhiêu lâu, tôi sẽ phải uống thuốc đến bao nhiêu lâu? Thì ở đây nếu mà bệnh nhân có thấp tim nhưng đã có bị hẹp hở van tim rồi chẳng hạn, như là các bệnh lý van tim, thì phải kéo dài cái thời gian thấp tiêm đó 10 năm hoặc là tới 40 tuổi, tùy tình huống nào nó lâu hơn. Ví dụ bệnh nhân bị phát hiện lúc năm 20 tuổi thì vẫn phải dùng đến 40 tuổi, nhưng mà bệnh nhân lại phát hiện lúc năm 35 tuổi chẳng hạn thì chúng ta chỉ lại phải dùng tới 10 năm, nghĩa là đến năm 45 tuổi, nghĩa là cái đấy nó dài hơn, hoặc 10 năm này, hoặc cho đến khi bệnh nhân 40 tuổi, là whichever is longer đấy, thì cái nào dài hơn đấy, vấn đề như thế. Còn bệnh nhân mà chưa bị ảnh hưởng đến tim, không viêm, mới có viêm cơ tim thôi, thì 10 năm hoặc là bệnh nhân đến 21 tuổi thôi, thì chúng ta có cái mốc rất rõ ràng. Thì đây cũng sẽ là một cái câu hỏi đối với chúng ta là thấp tim thì chúng ta phòng ngừa thứ phát như thế nào, thì cũng là sẽ một câu hỏi như vậy. Một bệnh lý tiếp theo là đây chính là câu hỏi là cái tôi bị bệnh và hở van hai lá đấy, sẽ có đi có cần phải ấy không, có cần phải dùng thuốc kháng sinh trước khi làm một số cái thủ thuật không, đặc biệt là thủ thuật về răng thì cần phải dùng kháng sinh hay không. Đấy, thì người ta sẽ nói rất rõ là gì, đấy, các cái van tim nhân tạo đấy, kể cả cái thay van qua đường ống thông, tiền sử đã có viêm nội tương mạc nhiễm khuẩn rồi, bệnh nhân có tím vân vân, thì tất cả những cái trường hợp này chúng ta đọc kỹ hơn thì chúng ta sẽ biết là khi đi làm về răng thì chúng ta phải cho kháng sinh dự phòng. Thế nhưng mà câu hỏi thứ hai nó ra là kể cả những bệnh nhân nguy cơ bị viêm nội tương mạc nhiễm khuẩn rất cao, ví dụ như bệnh nhân hở van hai lá thì nguy cơ gọi là xếp vào nhóm nguy cơ cao, thì khi đi soi dạ dày hoặc xương qua thực quản hoặc soi trực tràng đại tràng, nếu mà không bị chảy máu thì có cần dùng kháng sinh không? Thì câu trả lời ở đây rất rõ là không, no benefit này. Thế nên ra là ví dụ cái trường hợp mà của chúng ta, bệnh nhân hở van hai lá đấy, người ta lại phải đi soi dạ dày, thì chúng ta rõ ràng là không cần dùng kháng sinh. Nhưng mà cái trường hợp mà hở van hai lá đó nhưng bệnh nhân lại đi nhổ răng thì chúng ta hỏi có dùng kháng sinh không, thì có, thì đấy là câu trả lời nó rất là rõ trong cái khuyến cáo này. Thế là tiếp theo trả lời cho câu hỏi trên. Vấn đề tiếp theo chung cho tất cả bệnh nhân là vừa bệnh van tim vừa rung nhĩ thì ta làm gì? Cái này nó rất khác so với ngày xưa, bởi vì nó đã ra đời các cái thuốc chống đông đường uống thế hệ mới gọi là NOACs. Thế thì bây giờ cái thuốc chống đông đường uống NOACs thế hệ mới được chỉ định rất là rộng rãi, còn thuốc kháng vitamin K thì chỉ còn chỉ định ở những cái bệnh nhân sau: một là hẹp van hai lá do thấp tim mà kèm theo rung nhĩ, hai là bệnh van tim nhân tạo, xin lỗi không phải bệnh mà van tim nhân tạo cơ học thì bắt buộc phải dùng kháng vitamin K. Còn lại thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa như sau: thứ nhất, đối với những cái bệnh nhân mà không phải hẹp van hai lá do thấp tim, ví dụ hở, kể cả hở hai lá, ở đây hở hai lá mà không phải do thấp tim, do cái bệnh lý van hai lá thoái hóa xa van chẳng hạn, thì chúng ta đánh giá thang điểm CHA2DS2-VASc và sau đó quyết định là có dùng chống đông hay không. Nếu dùng thì chúng ta có thể lựa chọn NOAC hoặc kháng vitamin K. Ở đây chúng ta thấy là NOAC đã được chỉ định cho trường hợp này. Thứ hai là bệnh lý gì? Bệnh lý van nhân tạo sinh học, ở đây nhé, bio nhé, van nhân tạo cơ học thì đương nhiên dùng kháng vitamin K không nói rồi, van nhân tạo sinh học thì chúng ta sẽ phải dùng như thế nào, là nó chia làm hai nhánh. Nếu mà mới xảy ra rung nhĩ trong vòng 3 tháng sau khi mổ thay van thì nên sử dụng kháng vitamin K trong vòng 3 tháng khi mà chúng ta sử dụng cái van sinh học này, kể cả van động mạch chủ qua đường ống thông đấy, nó cũng xếp gọi là van sinh học.
Còn nếu mà đã lớn hơn 3 tháng sau khi chúng ta làm cái thủ thuật đấy thì bắt buộc chúng ta lựa chọn một trong hai thứ, hoặc là NOAC hoặc là kháng vitamin K dựa trên cái đánh giá thang điểm CHA2DS2. Thế thì bây giờ câu hỏi cho bệnh nhân số 1 rõ rồi, hẹp hai lá. Nhưng mà sao? Không có rung nhĩ. À, không có nhĩ trái không giãn, không có đông máu đấy, không có tiền sử. Bệnh nhân đã bị tắc mạch thì bệnh nhân này cũng chưa có chỉ định. Mà lại hẹp hai lá mức độ vừa thì cũng chưa có chỉ định dùng. Còn nếu bệnh nhân chỉ cần có rung nhĩ thôi thì bệnh nhân bắt buộc chúng ta phải dùng kháng vitamin K chứ không thể dùng thuốc nào khác. Thì đấy câu trả lời là dùng thuốc chống đông bệnh nhân van tim và có các bệnh lý van tim chúng ta dùng như thế nào, và có rung nhĩ thì chúng ta dùng như thế nào, xin lỗi như vậy. Một câu hỏi nữa tiếp theo là gì? Nguy cơ phẫu thuật với các bệnh lý van tim thì bao giờ phải đánh giá để chúng ta trước khi quyết định. Đây là một cái rất là quan trọng. Trước đây chúng ta học thì chúng ta ít khi để ý tới cái này, nhưng bây giờ bắt buộc chúng ta phải để ý. Lý do là gì? Là trước khi quyết định bệnh nhân này có can thiệp. Can thiệp đây đồng nghĩa chúng ta phải hiểu là hoặc là mổ hoặc là thay van qua đường ống thông, thì chúng ta phải tính cái nguy cơ của cái việc phẫu thuật cao, thấp, vừa hay là không rất cao, thì nó có phân tầng như vậy. Thế đây người ta nói rất rõ là bắt buộc phải đánh giá các cái nguy cơ trước khi chúng ta ở bệnh nhân bệnh lý van tim. Thế thì nguy cơ đánh giá nó gồm những cái yếu tố gì? À, đây là rất là rõ, nó gồm có các cái tiêu chuẩn. Thứ hai, Mỹ thì nó khuyên nên sử dụng thang điểm SDS, thì tất cả cái này dùng các cái công cụ trên mạng chúng ta đều được, ở đây ngay cả trong khuyến cáo nó nên dùng các cái using online tool, nghĩa là dùng các công cụ trên mạng chúng ta đánh giá rất là dễ thôi. Thứ hai là cái khả năng suy yếu của bệnh nhân, một số bạn sẽ làm về cái đề tài này. Thứ ba là bệnh nhân có các cái bệnh lý của các cái tại tim hoặc là những các cái tạng quan trọng khác như gan, phổi vân vân không, ảnh hưởng không. Và thứ nữa tiếp theo là các cái yếu tố liên quan đến phẫu thuật thủ thuật, ví dụ như là cái động mạch đùi có xoắn vặn có gặp hay không, cái xương ức này có bị vấn đề gì không thì lại không thể mổ được. Đấy là từ như thế, và người ta sẽ đưa ra các cái gọi là thế nào là nguy cơ phẫu thuật thấp, nguy cơ cho van phẫu thuật van hai lá thấp, nguy cơ cao khi có bất kể một cái nào trong những các cái sau. Ví dụ điểm trên 8, bệnh nhân hên hai yếu tố dự đoán là rất là yếu, chẳng hạn có tới một hay hai cái tạng khác bị suy yếu, hoặc là các cái khác không tiếp cận được. Ở đây tôi nói như thế. Còn nguy cơ cực kỳ cao nghĩa là không thể phẫu thuật được khi có một trong, chỉ cần một trong các cái thành phần trên. Thì cái này chúng ta đọc kỹ ở trong sách chúng ta đã có rất rõ rồi. Nhưng để tôi lấy ví dụ là gì? Để ví dụ là gì? Một trường hợp bệnh nhân muốn đánh giá một cái ví dụ rất là cụ thể như sau, là chúng ta sẽ làm gì đối với một trường hợp để chúng ta cụ thể. Ví dụ như một trường hợp là chúng ta ưu tiên là thay van động mạch chủ bằng con đường mổ, viết tắt là SAP, và hoặc là hay là ưu tiên TAVI, hay là ưu tiên phẫu thuật để sửa van hai lá, hay là ưu tiên là can thiệp van hai lá qua đường ống thông, thì chúng ta phải thêm các yếu tố kỹ thuật và giải phẫu. Ví dụ như là bệnh nhân là đã cái xương ức đằng trước là đã bị chiếu xạ rồi thì rất khó, giờ có hay không. Còn TAVI thì chúng ta phải đánh giá là cái đường vào động mạch đùi có bị tắc hay không, ví dụ như thế, để chúng ta quyết định. Thứ hai là về các cái bệnh lý đi kèm, COPD đi kèm hay không, tăng động áp lực động mạch phổi rồi suy gan nặng vân vân, và cái sự suy yếu rất nhiều, thì chúng ta để quyết định là nên làm TAVI hay là làm thay van mạch chủ qua đường ống thông. Cái fertility có nghĩa là các cái thang điểm về yếu, suy yếu của bệnh nhân thì dựa trên là gì? Trên là các cái SDS score của chúng ta, kỳ vọng sống dưới 1 năm hay trên, và bệnh nhân có thể khả năng tập phục hồi chức năng hay không, thì chúng ta mới quyết định là à, bệnh nhân này nên lựa chọn cái TAVI hay nên lựa chọn cái thay van động mạch chủ qua đường thông. Cũng như vậy là nên lựa chọn là mổ mở để sửa van hai lá hay là can thiệp kẹp van hai lá qua đường ống thông. Thì tất cả những yếu tố đấy thì chúng ta phải nhớ để chúng ta đánh giá. Tôi lấy ví dụ cái trường hợp mà tôi đưa ra là gì, một ông 70 mấy tuổi có COPD, à thì đã rơi vào một cái tạng rồi, chúng ta đánh giá kỳ vọng sống như thế, đánh giá SDS mà rất là kém, thì chúng ta hoàn toàn có thể phân tầng, à ông này rơi vào cái nguy cơ của ông ấy là nguy cơ cao chẳng hạn, thì khi đó cái chuyện chúng ta lại thiên về là làm TAVI hơn là làm SAF, nghĩa là thay van qua đường mổ của bệnh nhân. Đấy là những các cái
cái mà chúng ta cần phải nắm rất là rõ là đánh giá nguy cơ này cao hay vừa. Câu hỏi trả lời tiếp là nguy cơ của tôi để đi phẫu thuật là cao, thấp hay vừa để chúng tôi biết. Đấy. Đây là một số các cái bảng để nói về là mối liên quan giữa cái STS ở những bệnh nhân và cái tỷ lệ tử vong ở trong cái của Hoa Kỳ người ta đã nghiên cứu. Đấy thì các cái vấn đề nó ra rõ. Thêm một câu hỏi nữa là để trong cái khuyến cáo này thì chúng ta cũng phải hướng tới, thực ra chúng ta chưa làm được rộng rãi nhưng mà các trung tâm cần phải có. Thứ nhất là gì? Bao giờ có một cái heart team, vai trò của heart man team, có nghĩa là trước khi quyết định cái gì cho bệnh nhân nó còn phải dựa trên cái khả năng của đơn vị đấy và trong sự bàn bạc rất kỹ giữa bác sĩ nội khoa, bác sĩ siêu âm chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ tim mạch can thiệp, gây mê hồi sức và điều dưỡng để chúng ta cùng bàn ra là cái gì tốt nhất cho bệnh nhân. Và những cái trường hợp van khó nữa thì nên thực hiện ở những nơi mà có trung tâm chuyên về bệnh lý van tim. Và chúng ta cũng dự kiến ở viện tim mạch chúng ta phải dự kiến, chúng tôi đã phân công một C, chúng ta sẽ nghiên cứu chuyên sâu về cái bệnh lý van tim như vậy. Thì đấy là những các cái chung cho tất cả các bệnh lý van tim chúng ta đều phải trả lời trong các cái câu hỏi là gì, giai đoạn mấy, mức độ là gì, nguy cơ có cao hay không, thuốc men nếu dùng thuốc thì ra làm sao, nếu phải đi mổ đi phẫu thuật, đi làm thủ thuật thì có phòng ngừa viêm nội tương mạc nhiễm khuẩn, các thuốc chống đông như thế nào. Thì cái chung, tức là cái khuôn chung cho tất cả chúng ta trả lời. Sau đây là tôi sẽ đi vào một số các bệnh lý cụ thể. Thì nguyên tắc đi vào các bệnh lý cụ thể này, tôi chỉ nhấn mạnh các cái nét chính thôi, chứ không đi lại vào những các cái việc là chẩn đoán cái này ra làm sao như nào. Thì trong sách giáo khoa và các cái bài học thông thường thì các bạn phải đọc. Ví dụ như hẹp van mạch chủ thì nghe tiếng thổi tâm thu ở đâu, nó lan lên đâu, chênh lệch áp lực ra làm sao, vân vân, thì các bạn phải tự đọc thôi. Còn tôi không đi sâu, nếu tôi đi sâu vào những cái nét chính và khuyến cáo chung mới như thế này. Một là để phân tích từng cái bệnh van tim này thì lại đi vào là các giai đoạn của hẹp van động mạch chủ thì phân giai đoạn như thế nào. Ở đây chúng ta nhớ rõ nhất là hẹp van động mạch chủ, nguy cơ là gì ở bệnh nhân van mạch chủ hay là van. Về mặt huyết động thì hẹp gọi là giai đoạn A khi mà vận tốc nó vẫn dưới 2 m trên một giây. Hẹp giai đoạn B của hẹp van động mạch chủ là gì? Ví dụ như là bệnh nhân đang tiến triển bắt, hoặc là bệnh lý van chủ hay là van, hoặc là van bắt đầu sơ hóa. Nhưng ở đây chúng ta là gì? Cái vận tốc qua van mạch chủ là cực kỳ quan trọng, từ 2 đến dưới đến 2.9 hay là dưới 3, hoặc là chênh áp trung bình dưới 20. Nếu đo được cái diện tích cái hẹp nhẹ thì như này, còn hẹp trung bình thì gọi là hẹp vừa đấy, thì cái là vận tốc qua van là từ 3.0 đến 4, còn cái chênh áp là từ 20 đến 39, vân vân, thì chưa có, chỉ có rối loạn chức năng tâm trương một chút thôi, còn chức năng thất trái là hoàn toàn bình thường trong cái trường hợp này, giai đoạn B. Giai đoạn C thì chia ra làm C1 và C2, nghĩa là đều có hẹp nặng rồi nhưng mà chưa có triệu chứng, thì ở đây chúng ta gọi là C1 là khi cái vận tốc nó đều phải trên 4 đã. Diện tích nội van tính ra theo chỉ số diện tích nội van là 0.6 trên cm vuông trên mét vuông da, nhưng cái này không đòi hỏi. Thế do cho nên hôm trước chúng tôi có một cái bệnh nhân ở bệnh viện Hữu Nghị đo cái van động mạch chủ rất là khó, nhưng siêu âm nó ngoằn ngoèo, nó không như van hai lá đâu. Do cho nên là chúng ta phải dựa vào cái chênh áp qua này, chênh áp của bệnh nhân nó rõ ràng là trên 4 rồi, nhưng mà bệnh nhân đấy lại hoàn toàn không có triệu chứng thì bệnh nhân đấy hoàn toàn xếp vào cái C1. C1 này thì là gì? Vẫn là chức năng thất trái hoàn toàn bình thường. C2 thì nó nặng hơn và đã có rối loạn chức năng thất trái ở đây. Về các cái chỉ số nó vẫn như thế và đặc biệt là chức năng thất trái bắt đầu suy giảm. Đoạn D, riêng đối với van động mạch chủ lại chia là D1 và D2. Trong đó D1 là chúng ta thấy rằng là gì? Hẹp nặng và chênh áp lại cao. Nhưng cái D2 này mới khó chịu, là cái D2 là hẹp nặng nhưng mà nó lại giảm chênh áp. Ở đây là low flow, low gradient thì chứng tỏ chức năng thất trái đã rất là suy rồi và nó dẫn tới nó nặng như vậy. Còn các cái chỉ số thì chúng ta đều nhớ là diện tích lộ van thì nhỏ rồi, chênh áp qua van vẫn 4 m trên giây, nhưng riêng cái D2 là triệu chứng nặng trầm trọng, hẹp rất nặng, diện tích lộ van rất nhỏ nhưng cái dòng diện tích gọi là dòng chảy qua van động mạch chủ nó lại thấp, bởi vì khi đó là do thất trái nó bị giảm rồi, thì cái này là rất là báo hiệu là thậm chí tình trạng bệnh lý còn nặng nề hơn. Thì chúng ta thấy rằng là khi có triệu chứng lại chia ra D1 và D2. Xin lỗi, còn D3 nữa. Đấy. Rất trầm trọng, vừa giảm low gradient lại vừa nghĩa là thất trái, chức năng thất trái
giảm, à xin lỗi, nó cao sát với D3 là gì? Chức năng thất trái nó lại vẫn còn ok đấy. Còn cái thằng kia là chức năng thất trái nó lại giảm, có nghĩa là low flow, low gradient, là dòng chảy cũng giảm, mà cái vừa dòng chảy giảm vừa các cái chênh áp qua van nó cũng giảm. Nhưng mà cái dopamine stress thì của nó là này, nó sẽ thấy cho thấy rằng là diện tích lỗ van dưới 1 và cái vận tốc trên 4 ở bất kể những cái dòng chảy nào. Ở đây nó chỉ khác cái thằng kia là chỉ low gradient là chênh áp thì lại thấp, dòng chảy thì cũng thấp, chênh áp thì cũng thấp. Thế nó mấy câu hỏi mới đặt ra là mặc dù diện tích thì lại rất nhỏ, thế thì câu hỏi là nó có vấn đề gì hay không. Thì khi này thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân ở cái loại D3 khác D kia là cái chức năng thất trái nó vẫn còn ok. Đấy, thì chúng ta tưởng tượng như vậy. Thế câu hỏi tiếp theo là chẩn đoán hẹp van động mạch chủ rồi, đánh giá được mức độ rồi, đánh giá giai đoạn rồi, thì chúng ta làm gì đối với van động mạch chủ, khi nào chỉ định chúng ta can thiệp, và can thiệp thì chúng ta can thiệp như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì, với một cái van động mạch chủ bị hẹp, đây chúng ta cứ nói nôm na như vậy, bệnh nhân có triệu chứng hay không, trả lời câu hỏi đấy luôn. Nếu bệnh nhân là gì có triệu chứng mà phải chứng minh được cái triệu chứng này gây ra do hẹp van động mạch chủ, đặc biệt là bệnh nhân ở giai đoạn D1 khi vận tốc lớn hơn 4 mét trên giây và chênh áp lớn hơn 40, thì chúng ta cân nhắc là can thiệp van động mạch chủ hoặc là thay van qua đường ống thông hoặc là phẫu thuật. Còn nếu bệnh nhân lại có triệu chứng nặng nhưng mà chênh vận tốc lại nhỏ hơn 4, diện tích lỗ van lại rất là hẹp, nhỏ hơn 1, thì đây là xếp vào cái low gradient, low flow đấy, thì chúng ta phải đưa vào đây. EF lại nhỏ hơn 50, nghĩa là low flow, low gradient, thì nếu mà có thì ở đây chính là D2, thì chúng ta khi đấy chúng ta cũng phải xét mổ hay không. Còn nếu mà không, EF nó vẫn hơn 50% thì chúng ta xếp vào D3, thì chúng ta sẽ phải tính toán rằng là đúng, có đúng là cái diện tích lỗ van dưới 0.6 cm vuông trên mét vuông da hay không, cái chỉ số diện tích lỗ van như vậy đấy, và cái sức cản của van như vậy, thì chúng ta cũng có chỉ định mang bệnh nhân đi mổ phẫu thuật. Tóm lại là gì, để đánh giá là có triệu chứng này, xem cái tốc độ dòng chảy lớn hay nhỏ, nếu tốc độ dòng chảy lớn là tốc độ dòng chảy nhỏ, và xem tiếp vào EF, và để chúng ta đưa ra cái quyết định là đi mổ hoặc là thay van qua đường ống thông. Ở đây mỗi cái nhóm là không có triệu chứng, thì nếu nhóm không có triệu chứng nó lại rơi vào cái giai đoạn C, có nghĩa là không triệu chứng nhưng hẹp nặng rồi đấy, thì chúng ta thấy là nó có một cái màu rất là xanh ở đây là gì, là khi bệnh nhân giảm EF rồi dưới 50%, hoặc là khi bệnh nhân phải đi phẫu thuật các cái phẫu thuật tim mạch khác, ví dụ như bắt cầu nối, thì khi đó chúng ta cũng có chỉ định là can thiệp cho bệnh nhân hoặc là phẫu thuật hoặc là thay van qua đường ống thông nếu chúng ta cần. Ở đây thì chúng ta là gì, với một số cái trường hợp nó lại phân ra một cái nhánh này, cái Vmax nó rất cao, BNP lại rất tăng, suy tim bệnh nhân lại nặng, nguy cơ thì phẫu thuật lại thấp, thì chúng ta nên mổ thay van, nên có phương án mổ thay van. Còn trường hợp là cái giảm chức năng thất trái dưới 60% sau 3 lần chúng ta làm siêu âm theo dõi bệnh nhân liên tiếp, thì chúng ta cũng có thể chỉ định mổ, nhưng cái trường hợp này chỉ là 2B thôi. Thì chúng ta thấy là cái chỉ định chỉ là 2B. Còn giai đoạn B có nghĩa là chúng ta giai đoạn tiến triển rất nhẹ, cái Vmax chỉ từ 3 đến 3.9 thôi. Thì nếu bệnh nhân phải đi mổ phẫu thuật khác thì khi đó chúng ta mới có chỉ định. Còn nếu mà không thì chúng ta không có chỉ định, vẫn là tiếp tục theo dõi, và theo dõi bao nhiêu lâu một lần, ở trên thì đã có câu trả lời rồi. Thế như vậy là rõ ràng chúng ta gặp một trường hợp bệnh nhân đến với chúng ta như cái ông ở trên là gì, là bệnh hẹp van động mạch chủ, chênh áp qua van trên 4, chênh áp trung bình trên 40 rồi, bệnh nhân này thì có chỉ định thay van rồi. Thế thì bây giờ chỉ là câu hỏi là mổ hay là thay van qua đường ống thông, thì chúng ta lại phải trả lời tiếp câu hỏi như sau. Mổ hay thay van qua đường ống thông thì đầu tiên phải có chỉ định là phải thay van ở trên đã. Thế chúng ta sau đó là chúng ta phải bàn bạc ở trong cái đội tim đấy, tim mạch hát tim đấy, là sẽ gì, trước khi quyết định đấy thì cả hai nội khoa mới can thiệp cùng súng vào để đánh giá nguy cơ. Thế thì nếu bệnh nhân là xác định nguy cơ của bệnh nhân này là nguy cơ rất cao, ở đây tôi đi theo cái nháy này, nguy cơ cao hoặc là nguy cơ rất cao với một loạt các cái đánh giá như trên, ước vọng sống của bệnh nhân trên 1 năm, và bệnh nhân ước vọng sống trên bệnh bệnh nhân 1 năm đây là vẫn còn,
thì chúng ta tốt nhất là gửi bệnh nhân đi làm TAVI. Còn nếu mà ước vọng sống của bệnh nhân kém quá dưới 1 năm thì thôi, lúc đấy ta điều trị bảo tồn hay là nói cách khác là điều trị giảm nhẹ. Tóm lại là những cái thằng rất là nặng và nguy cơ mổ rất cao, cực kỳ cao thì chúng ta sẽ nhánh đấy. Bây giờ chỉ là bệnh nhân không có nguy cơ cao, có nguy cơ vừa mới thấp thôi, thì chúng ta lại phải xét tiếp đến cái bước tiếp theo là bệnh nhân có dùng được kháng vitamin K hay không. Nếu bệnh nhân có thể dùng được kháng vitamin K thì lại xét tiếp đến một bước tiếp theo là gì, tuổi bệnh nhân cao hay thấp. Trong mọi trường hợp tuổi từ 65 trở lên thì tốt nhất là sử dụng cái van sinh học. Và khi đã nói đến sử dụng van sinh học thì chúng ta lại đồng nghĩa việc là có thể mổ qua qua da, hoặc có thể can thiệp qua đường ống thông, hoặc là có thể mổ phanh. Cái này thì lại trùng với cái nhánh là bệnh nhân không thể có chỉ định được dùng kháng vitamin K thì vẫn phải dùng cái van sinh học. Còn ngược lại, bệnh nhân vẫn dùng được kháng vitamin K thì chúng ta lại xem dưới 50 tuổi thì bệnh nhân tốt nhất là mổ và thay van cơ học. Còn bệnh nhân từ 5 đến 65 tuổi thì cũng vẫn ưu tiên là mổ phanh và sử dụng các cái van cơ học hoặc là van sinh học. Đấy là tùy chúng ta quyết định. Ở đây là chỉ có cái nhánh cái gì, hoặc không dùng kháng vitamin K, hoặc bệnh nhân tuổi trên 65 cần dùng van sinh học. Thì khi đó từ cái việc quyết định là vùng phải dùng van sinh học thì chúng ta mới xem xét cái triệu chứng để đưa ra quyết định như thế nào. Nếu bệnh nhân có triệu chứng rất là nặng rồi, D1, D2, D3, hoặc là bệnh nhân không có triệu chứng nhưng mà cái EF đã thấp rồi, hẹp van nặng rồi, thì chúng ta lại phải đi tiếp là xem là cái giải phẫu của cái mạch này có ok cho cái TAVI hay không, và để xem cái kỳ vọng sống của bệnh nhân có ok không. Nếu kỳ vọng sống của bệnh nhân vẫn ok thì tuổi trên 80 thì ta ưu tiên TAVI hơn là thay mổ phanh. Tuổi từ 65 đến 80 thì chọn hoặc là mổ phanh hoặc là TAVI, đều ngang nhau, đều cái màu xanh, nghĩa là để chỉ định gọi A. Chỉ có cái tuổi dưới 65 thì người ta mới ưu tiên là bệnh nhân đi mổ phanh. Ở những cái bệnh nhân là gì, không có triệu chứng quá nặng vân vân rồi các thứ, và như thế thì chúng ta mổ. Nhưng ở cái nhóm này, cái tuổi hoặc là không thể dùng thuốc chống đông được thì chúng ta thấy là lúc này ưu tiên mổ, nhưng mà mổ ở đây là mổ để thay van sinh học. Đấy thì câu trả lời nó rất là rõ. Chúng ta đối với cái van động mạch chủ nó có cái long măng một tí như thế, nhưng mà các bạn cũng phải hiểu để chúng ta nắm được cái tinh thần như vậy. Đấy. Đây là cái bảng để nó đưa ra chúng ta là gì, nên mổ, nên TAVI hay là nên điều trị gọi là giảm nhẹ giai đoạn cuối. Thì chúng ta dựa vào tuổi, cái kỳ vọng sống ra tuổi bệnh nhân cao hay thấp, rồi giải phẫu về van, rồi cái loại van nào nên dùng, van nhân tạo nên dùng là van cơ học hay sinh học, rồi các cái tình trạng bệnh lý đi kèm vân vân, thì chúng ta đưa ra những quyết định. Thì cái này tôi xin phép không quá sâu, nhưng ở đây người ta đưa ra cái bảng thì chúng ta cần phải đọc như vậy. Và trong sách thì chúng ta cũng đã có hết rồi, để chúng ta hiểu được như vậy. Đây là cái phần thứ nhất, là phần của chúng ta là về hẹp van động mạch chủ. Bệnh lý thứ hai mà chúng tôi muốn bàn với các bạn là hở van động mạch chủ thì có gì hay trong các khuyến cáo này. Thứ nhất, về giai đoạn nó cũng phân ra làm giai đoạn A, B là cũng giai đoạn tiến triển. Thì cái này nó đều phải phân độ rất là quan trọng đây, đều dựa trên là gì, cái giải phẫu của van. Đấy, ví dụ như là nguy cơ, kể cả van mạch có hai lá van, có thể nguy cơ hẹp chủ hoặc nguy cơ hở chủ, các cái bệnh lý xơ vữa của van vân vân, rồi có tiền sử viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn vân vân. Nhưng đặc biệt là cái dựa vào cái siêu âm tim là vô cùng quan trọng. Trong này cái siêu âm tim của chúng ta là thấy làm gì, chúng ta phải có là gì, nó phân loại ra là thế nào gọi là hở chủ nhẹ, thế nào là hở chủ vừa, đều trong cái giai đoạn gọi là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn B, là giai đoạn là bệnh nhân bệnh đang tiến triển chưa có triệu chứng. Thì ở đây người ta sẽ là cái dòng phụt ngược hở đấy, dưới 25% của cái đường da thất trái, và vena cắt cho contracta là dưới 0.3, vẫn thể tích của cái hở là dưới 30 ml trên phút. Đấy là tất cả cái đấy trên siêu âm người ta đo. Còn ví dụ như hở vừa thì từ 25 đến 64, cái này thì 0.3 đến 0.6, còn cái thể tích hở là từ 30 đến 60. Thì cái này chúng ta chỉ phải đọc cho nó nhớ thôi, chả cách nào khác cả. Khi câu hỏi nó sẽ rõ như thế, tôi sẽ hỏi là bệnh nhân này khi làm siêu âm như này thì giai đoạn là vừa hay là giai đoạn là nhẹ, thì các bạn phải trả lời. Đấy, chúng ta thấy nó rất rõ nó như vậy. Giai đoạn C là gì, cũng dựa trên các con số đấy chúng ta phải nhớ. Thì ta chia ra C1 là chức năng thất trái bình thường, C2 là chức năng thất trái đã có vấn đề,
Còn khi phân độ thì người ta nói là gì? Cái đường kính dòng hở này nó trên 65% ra thất trái, vân vân. Thể tích cái khối lượng hở là trên 60 ml trong một phút. Ví dụ thế chúng ta đều phải nhớ hết. Giai đoạn D thì chúng ta rất là nặng rồi, vừa bệnh nặng vừa có triệu chứng nặng, thì một loạt các cái tiêu chuẩn nó cũng gần, nó gần giống giai đoạn C thôi, nhưng mà bệnh nhân là có triệu chứng rất là nặng và có suy giảm chức năng thất trái. Đấy thì chúng ta phải nhớ rất rõ như vậy. Thế thì chẩn đoán được hở chủ rồi, phân độ được giai đoạn rồi là cực kỳ quan trọng. Câu hỏi tiếp theo là gì? Chỉ định khi nào thì can thiệp. Can thiệp đây có nghĩa là mổ để sửa hoặc thay van. Thì chủ yếu chúng ta mới chủ người có lớn tuổi thì là chúng ta phải sửa thay van thôi. Thế thì nó chỉ có hai tình huống là hẹp hở nặng và hở nhẹ. Hở nhẹ, xin lỗi, hở vừa. Hở nhẹ thì không có động chạm đến đây. Hở vừa, thế nào tiêu chuẩn hở vừa thì ở trên đã có rồi, ABCD chúng tôi đã phân độ với các bạn rồi. Bệnh nhân nếu chỉ có chỉ định là sửa thay van động mạch chủ khi bệnh nhân kèm theo một cái phẫu thuật khác, ví dụ bệnh nhân hở van động mạch chủ vừa nhưng phải đi mổ bắc cầu nối mạch vành, thì khi đó chúng ta gợi ý là chỉ định là sẽ mổ thay van động mạch chủ với chỉ định mức độ 2A. Còn khi đã hở chủ mức độ nặng, đấy là ở đây chúng ta thấy là tất cả nó đều ghi rõ, ví dụ như là các cái vena contracta là trên 0.6 này vân vân, nó đều có như vậy rồi. Thì lúc này câu hỏi của chúng ta là gì? Có triệu chứng hay không có triệu chứng? Nếu có triệu chứng là giai đoạn D thì thôi, có chỉ định màu xanh rõ rồi. Và giai đoạn C nó mới rắc rối, nó chia ra một tí. Nếu mà vẫn nhỏ hơn, EF nhỏ hơn 55%, ở đây chúng ta nhớ mốc của mỗi cái hở van, hẹp van nó khác nhau nhé. Thằng hẹp chủ thì nó lấy 50, nhưng cái thằng này nó gọi là giảm là khi là dưới 55. Đấy, phải rất rõ. Giai đoạn C2, mổ. Khi phải làm các cái phẫu thuật tim khác, mổ. Chỉ cả khi EF lớn trên 25% hoặc là đường kính thất trái tâm thu lớn hơn, ở đây lại dùng cái chỉ số đường kính thất trái tâm thu nhé, và cái chỉ số đường kính thất trái tâm thu 50 mm hoặc 50 m trên mét vuông thì cũng có thể có chỉ định phẫu thuật, nhưng mà chỉ định đây là 2A. Còn khi mà nguy cơ phẫu thuật thấp nhưng mà bệnh nó tiến triển ở cái mức độ là EF từ 55 đến 60 hoặc là nó tăng cái DD lên trên 65 mm ở trong bất ít nhất là 3 lần chúng ta làm cái thăm dò thì và nguy cơ thoát thì chúng ta có thể có chỉ định mổ. Nên tôi nói có thể vì chỉ là chỉ định 2B thôi, và có thể vẫn là bệnh nhân mà hoàn toàn không có triệu chứng nhé. Đây cái nhánh chúng ta nhớ là hoàn toàn không có triệu chứng, dựa vào EF và dựa vào cái đường kính thất trái cuối tâm thu, cuối tâm thu nhé, cho tôi nhắc lại tâm thu đấy, đây này là 50 chứ không phải cuối tâm trương đâu, nó khác nhau hoàn toàn. Ở đây nhắc đi nhắc lại, chúng ta nhiều khi chúng ta lại cứ nhầm theo cái quan điểm cũ, không phải quan điểm cũ mà chúng ta cứ nghĩ là cái DD là cái tâm trương, nó cứ rộng ra là mới là cái chỉ định thì hoàn toàn không đúng, đây là tâm thu, còn đến đây mới là tâm trương. Đấy thì ta là DD, còn đây là DS. Đấy chúng ta phải nhớ rất rõ cái thời điểm can thiệp ở chủ. Thì bây giờ quay lại cái trường hợp trên, bệnh nhân cao tuổi hở van động mạch chủ, đánh giá trên siêu âm là mức độ hở nặng nhưng mà bệnh nhân chưa có triệu chứng. Đấy, và chúng ta đo đi đo lại cái EF của bệnh nhân vẫn là trên 55, ví dụ như là 56, 57 chẳng hạn, và cái DD là bệnh nhân lại nhỏ hơn 60, thì khi đó chúng ta cứ từ từ chúng ta theo dõi đã. Trừ trường hợp là nó như thế này và DD lại là 67, 70 chẳng hạn, thì khi đó chúng ta và nguy cơ phẫu thuật phải rất thấp thì chúng ta mới cho bệnh nhân đi mổ, không thì chúng ta cũng nên dừng lại. Thì đấy là cái cách chúng tôi muốn giới thiệu cái phương án là chúng ta áp dụng khuyến cáo để vào cái đối chiếu với từng ca của chúng ta để chúng ta mới có thể nắm bắt được cái chỉ định như vậy. Riêng bệnh lý động mạch chủ hai lá van thì trong cái khuyến cáo này lại đưa ra một cái chương riêng. Thì khi bệnh mạch chủ hai lá van thì người ta là khuyến cáo là gì? Phải làm siêu âm qua thành ngực. Đấy. Và phải đo đạc luôn cả cái đường kính động mạch chủ lên và để chúng ta đánh giá cái đường kính động mạch chủ lên, bởi vì thường cái động mạch chủ hay lá van nó lại kèm theo là giãn động mạch chủ lên, và người ta vẫn có thể khuyến cáo chúng ta làm thêm cả chụp cổ hồng từ hoặc là chụp cắt lớp để chúng ta đánh giá. Và khi mà nó có cái động mạch chủ lên nó giãn thì chúng ta phải có chỉ định là thay luôn cả cái van động mạch chủ cộng với là thay cả cái đoạn động mạch chủ lên. Thì ở đây nó trong cái khuyến cáo mới này nó có một cái khuyến cáo như vậy, chúng ta chú ý thêm một chút đấy, để chúng ta nhấn mạnh thêm một chút như vậy.
Bệnh lý tiếp theo là gì? Là bệnh hẹp van hai lá. Bệnh hẹp van hai lá thì chính là cái ca đầu tiên mà chúng tôi đề cập tới các bạn, thì chúng ta sẽ xem đối chiếu với cái khuyến cáo này thì chúng ta sẽ xem là ta nên chỉ định làm gì. Thứ nhất, trả lời cho câu hỏi là cái ca trên đấy là độ mấy? À, ở đây bệnh nhân là gì? Diện tích lỗ van hai lá của bệnh nhân ở đây chúng ta đối chiếu vào cái trường hợp của chúng ta là gì? Diện tích lỗ van hai lá của bệnh nhân lại vẫn rất là lớn, của chúng ta lại 1.52 cơ. Ồ, nhưng bệnh nhân lại có triệu chứng. Thế thì bây giờ cái tiếp cận bệnh nhân này của chúng ta khá là phức tạp đây, không phải đơn giản đâu. Thì chúng ta phải trả lời lại câu hỏi là gì? Cái thực tế là cái bệnh nhân van hai lá này là có hẹp không, hay là bệnh nhân khó thở, tức là kèm theo cái khác gây ra cái triệu chứng của bệnh nhân như vậy, thì chúng ta mới phải đối chiếu để chúng ta xem. Đấy, thực tế nó không phải là giống như chúng ta đối chiếu. Ở đây nó cũng là giai đoạn A, B, C, D. Giai đoạn B là gì? Là khi diện tích lỗ van vẫn trên 1.5 cm vuông và Happart time của chúng ta là dưới 150 ms giây. Ở đây người ta lại sẽ rất thích sử dụng cái Happart time của chúng ta đấy. Đấy, dưới 100 ms giây. Đo ở trên cái diện tích đo qua gọi là qua cái mặt cắt này này. Đấy thì nó vẫn trên 1.5 cm vuông. Và ở đây nó là giãn nhẹ cái nhĩ trái và áp lực mạch phổi ở bình thường lúc bệnh nhân nghỉ. Thế thì như vậy là cái bệnh nhân của chúng ta mặc dù cái diện tích lỗ van như vậy, nhưng nếu chúng ta đo trên PHT chúng ta lại thấy hẹp hơn, và đặc biệt là áp lực mạch phổi lúc nghỉ của bệnh nhân tăng không phải bình thường nữa, thì đâu đó bệnh nhân phải rơi vào đây. Thế do cho nên là khi ở cái giai đoạn C là giai đoạn hẹp nặng nhưng mà chưa có triệu chứng nặng, thì bệnh nhân này ở là cái diện tích lỗ van dưới 1.5 hoặc là pressure heart time trên 150 ms giây. Thì cái bệnh nhân của chúng ta đã giãn và áp lực động mạch phổi tâm thu trên 50 thì chúng ta lại chưa đến tăng trên 50, thì đâu đó nó vẫn rơi vào đây. Còn giai đoạn D là gì? Bệnh nhân hẹp van động hẹp xin lỗi hẹp van hai lá nặng và có triệu chứng diện tích lỗ van dưới 1.5 và Happart time là trên 150 ms giây, đã giãn nhĩ trái nặng và đã tăng áp lực động mạch phổi trên 50 mm thủy ngân. Thế thì chúng ta cứ đối chiếu thì ở chúng ta nó sẽ làm gì? Chúng ta hoặc là sử dụng cái tiêu chuẩn này hoặc sử dụng tiêu chuẩn kia. Thì nếu cái Happart time của chúng ta ở bệnh nhân của chúng ta nó đã trên 150 ms giây rồi, bệnh nhân đã tăng áp lực động mạch phổi vừa và tăng cái nhĩ trái này rồi trên một chút, thì chúng ta đâu đó xếp cái độ của bệnh nhân giữa cái độ B và độ C. Ở đây chúng ta thấy nó rất là rõ giai đoạn A, B, C, D. Một khi bị hẹp van hai lá, chúng ta có những cái chỉ định điều trị gì đáng chú ý? Về mặt nội khoa thì chả có cái gì đặc biệt cả, trong sách đã nói rồi. Nếu mà hẹp nặng thì chỉ có cách duy nhất mà khi có chỉ định là chúng ta phải can thiệp hoặc nòng van hoặc mổ thôi. Còn điều trị nội khoa chủ yếu là điều trị triệu chứng, và ở đây chủ yếu là điều trị bệnh nhân phải cho dùng ở bệnh nhân có hẹp van hai lá và kèm theo, hoặc một có rung nhĩ, hai là có tiền sử tắc mạch, ba là có huyết khối trong nhĩ trái, thì bắt buộc phải sử dụng kháng vitamin K chống đông, là kháng vitamin K chứ không còn có thuốc gì khác. Đấy, ở bệnh nhân hẹp van hai lá, rung nhĩ và cái nhịp nó nhanh, đáp ứng nhanh, thì chúng ta cần phải dùng các cái thuốc để ổn định làm giảm nhịp tim, ví dụ chạy beta giao cảm hoặc chạy kênh canxi loại nandropyridine. Đấy, ở những bệnh nhân ở đây này hẹp van hai lá do tắc tim, tất cả đây chúng ta tắc tim nhịp xoang đấy và có triệu chứng khi gắng sức đấy, hoặc là nhịp nó nhanh nên không thể 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 giải quyết được, thì chúng ta bắt đầu cũng phải có những cái thuốc để chúng ta điều trị để ổn định cái nhịp đấy thôi cho bệnh nhân. Đấy là vấn đề điều trị nội khoa, đây nó chỉ nêu ra mấy ý kiến thôi. Đây là cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là khi nào thì chúng ta có chỉ định can thiệp. Can thiệp đây có nghĩa là hoặc là mổ để sửa van, tách van, hoặc là thay van, hoặc là nong van hai lá, có hysterotomy đấy. Đấy thì chúng ta là gì? Nếu bệnh nhân là ở giai đoạn nhẹ, diện tích lỗ van vẫn trên 1.5 cm vuông, với điều kiện là chúng ta làm siêu âm nó chuẩn, bệnh nhân đã có triệu chứng khi gắng sức, thì ở đây chúng ta phải là làm stress test và chứng tỏ là hẹp hai lá đáng kể. Đấy, van không có, van còn mềm mại này và không có cục huyết khối và hở van hai lá dưới 2+, thì chúng ta có thể chỉ định
nong van hai lá ở những cái trung tâm mà có khả năng nong van hai lá. Thế đối chiếu bệnh nhân ta đúng cái vào rơi vào trường hợp này là gì? Đã có khó thở gây gắng sức. Ở đây là đúng ra là chúng ta phải cho bệnh nhân đi làm stress test. Câu trả lời rất rõ. Nếu trong stress test mà cái áp lực động mạch phổi nó tăng trên 50, trong sách cũ là 60mm thủy ngân, thì khi đó chúng ta đánh giá là cái điểm Winskin mà ok thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉ định bệnh nhân này đi, chúng ta là can thiệp nong van hai lá. Nhưng ngược lại, nếu cái bệnh nhân của chúng ta mà chúng ta làm lại siêu âm lần thứ hai là dưới 1.5cm², thì khi xem bệnh nhân có triệu chứng hay chưa, ở bệnh nhân này thì là đã có triệu chứng gây gắng sức rồi. Đấy thì nó giao dạng D rồi, van mà tốt, chỉ định nong van hai lá qua da ở trung tâm có khả năng. Còn nếu mà không van lại không mềm mại, nghĩa là điểm Winskin rất là nặng mà bệnh nhân cái triệu chứng rất là nặng NIHA 3-4 và bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật thấp, có nghĩa là có khả năng phẫu thuật được thì nên phẫu thuật. Còn nguy cơ phẫu thuật bệnh nhân vẫn rất cao thì chúng ta vẫn có thể chỉ định nong van hai lá, như chúng ta hay nói đây là nong nhẹ nhẹ vừa vừa cho bệnh nhân thôi, ở những cái trung tâm có kinh nghiệm. Đấy, van center có kinh nghiệm. Còn mỗi cái bệnh nhân là hẹp hai lá thì nặng, lại không có triệu chứng, à đây cái chỗ này nó mới khó chịu. Tình trạng van và cái mức độ hở van động hở van hai lá đi kèm ít thôi, không có cục máu đông, van thì ok, vẫn còn mềm mại. Nếu bệnh nhân mới có rung nhĩ xảy ra thì cũng vẫn có thể, đây có thể nhé, mức độ IB chỉ định nong van hai lá. Hoặc là bệnh nhân có áp lực động mạch phổi trên 50mm thủy ngân thì cũng vẫn có chỉ định nong van hai lá ở những cái trung tâm. Tóm lại là gì? Dù bệnh nhân hẹp dưới 1.3 chẳng hạn, 1.3 vẫn không hề có triệu chứng gì, ví dụ như chỉ gắng sức rất nặng mới cảm thấy khó thở thôi, van mềm mại, nhĩ trái không có cục máu đông, hở van hai lá kèm theo như trường hợp của chúng ta là hở van nhẹ đến vừa, chính là chưa đến mức vừa, áp lực động mạch phổi của bệnh nhân mà tăng trên 50 thì mà trung tâm có thể nong được van thì chúng ta vẫn nong van. Thì đây là cái sơ đồ để chúng ta có thể chỉ định, nó rất là rõ ràng trong cái việc của chúng ta tiếp cận của cái bệnh nhân là nong van hai lá hay là chỉ định can thiệp. Bệnh lý tiếp theo mà chúng ta thường gặp, chúng tôi xin giới thiệu, đấy chính là bệnh lý hở van hai lá. Hở van hai lá thì chúng ta có hai khái niệm là hở van hai lá tiên phát và hở van hai lá thứ phát. Hở van hai lá tiên phát là gì? Hay còn gọi là primary mitral regurgitation. Còn hở van hai lá thứ phát là secondary MA. Thì tiên phát là gì? Là những cái bệnh lý mà nó đã gây ra bệnh của van hai lá nó hở. Ví dụ như là sa van hai lá, ví dụ như là thấp tim, bệnh dây chằng cột cơ nó gây ra như vậy. Còn thứ phát là gì? Là sau khi một cái bệnh lý gì đó về cái cơ tim nó giãn bén ra, xong bệnh làm cho cái vòng van nó giãn rộng và van hai lá là hở ra. Ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh tim thiếu máu bộ nặng chẳng hạn, thì là khi đó nó xảy ra như vậy, để chúng ta hiểu được là khái niệm là tiên phát và thứ phát. Thế giai đầu tiên đối với van hai lá tiên phát đã thì nó cũng phân ra làm giai đoạn. Giai đoạn A là gì? Cái nguy cơ cao của hở thôi. Ví dụ như là van mới dày lên hoặc là hạn chế ở những cái trường hợp thấp tim giai đoạn đầu, hoặc là van đã suy nhưng mà vẫn đóng được vào bình thường, nghĩa là có cái dấu hiệu nó xa, thì nó van nó xa nhưng vẫn đóng lại được bình thường, chưa ảnh hưởng gì đến cái huyết động cả. Giai đoạn B là giai đoạn đang tiến triển thì đã dày dày hơn rồi về mặt giải phẫu, đặc biệt là đo ở trên các cái siêu âm thì được là cái dòng hở trung tâm từ chiếm từ 20-40% của nhĩ trái, nghĩa là cái dòng dở trung tâm nó lan đến đấy. Vena contracta là dưới 0.7 hoặc là cái thể tích hở là dưới 60 ml, đấy cái phân số hở là dưới 50%, đấy cái diện tích dòng hở hiệu dụng là dưới 0.4 cm², trục buồng tim chúng ta gọi là, chúng ta có cái tiêu chuẩn Sandler đấy, thì mức độ 1 hoặc 2+ thôi, thì khi đó chúng ta là giai đoạn B. Còn giai đoạn C là gì? Cũng một loạt các cái thông số trên, nhưng chúng ta phải nhớ ví dụ như là thể tích dòng hở trên 60, phân suất dòng hở là trên 50, đấy, hoặc là khi chúng ta tiêu chuẩn Sandler là từ 3-4, nhưng bệnh nhân này làm sao không có triệu chứng, đấy thì chúng ta thấy. Nhưng đến giai đoạn D, ở bệnh C thì chia ra làm C1 và C2, nó lại dựa trên EF. Riêng đối với hở này là cái EF lại khác tí nữa, chúng ta nhớ nhé, hở chủ đã khác rồi, hẹp chủ đã khác, xong đến hở hai lá, nó coi là giảm khi mà EF là 60%. Ồ, thế mới hay.
EF60% và đường kính tâm thu thất trái lớn hơn 40, đấy là C2. Còn EF là trên 40% và đường kính tâm thu thất trái là dưới 40mm thì khi đó là nói là C1, có nghĩa là hở nặng rồi nhưng mà chưa có triệu chứng và giai đoạn vẫn còn nhẹ hơn là C1. Và giai đoạn D là gì? Hở van hai lá nặng và có triệu chứng nặng. Thì ở đây một loạt các cái thông số vẫn gần gần tương tự với cái phần C về mặt huyết động thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy làm gì? Giãn cái thất trái, nhã nhĩ trái ra rất là nặng đến vừa. Thất trái thì giãn nhiều, mà thế nào là giãn nhiều thì đương nhiên là nó phải cái tiêu chuẩn như ở trên. Tăng áp được mạch phổi rồi thì đấy là chúng ta có cái giai đoạn ABCD. Thế thì ABCD điều trị nội khoa là gì? Ở những bệnh nhân có triệu chứng hoặc là không có triệu chứng. Đấy. Nghĩa là giai đoạn C2 hoặc là D mà không thể phẫu thuật được thì chúng ta vẫn phải điều trị suy tim bằng các cái hướng dẫn gọi là điều trị suy tim tối ưu bây giờ. Thất trái đấy, ví dụ suy tim chức năng thất trái giảm thì vẫn là lợi tiểu. Nếu mà cứ trẻ rồi một loạt các cái ức chế chuyển ức chế trụ thể acne rồi vân vân thì chúng ta vẫn có thể cho trong trường hợp đấy. Còn ở những bệnh nhân không có triệu chứng mà suy hở van hai lá tiên phát, chức năng thất trái hoàn toàn bình thường đấy, giai đoạn B hoặc C1 thì các cái thuốc mang tính chất giãn mạch không có chỉ định nếu bệnh nhân huyết áp bình thường, do cho nên là không ai có chỉ định là chạy kinh canxi, thậm chí là tất cả những các cái thuốc như để nói là ức chế men chuyển vân vân, nếu bệnh nhân không có bị dấu hiệu suy tim hoặc bệnh nhân không có huyết áp cao thì nó cũng không có ý nghĩa gì trong cái việc, không mang lại lợi ích gì để điều trị, bảo chỉ để nhằm mục đích điều trị hở hai lá. Tôi nhắc lại rất là rõ như vậy. Thế thì khi nào cái chỉ định can thiệp hở van hai lá tiên phát? Ở đây chúng ta thấy là gì? Hở hai lá mức độ nặng đã với một loạt các cái dấu hiệu như trên. Đấy. Thể tích dòng hở ví dụ trên 60ml, còn các cái phân suất dòng hở là trên 50%, cái diện tích dòng hở hiệu dụng là trên 0.4 cm². Và chúng ta chứng minh được là bệnh nhân có triệu chứng gây ra bởi cái này thì bất kể cái chức năng thất trái như thế nào mà bệnh nhân có thể phẫu thuật được thì chúng ta sẽ gửi bệnh nhân đi phẫu thuật. Chỉ trường hợp bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cực kỳ cao hoặc cao và cái giải phẫu hợp lý, thời hạn sống của bệnh nhân ước khoảng sống trên 1 năm thì chúng ta có thể chỉ định bệnh nhân đi sửa van hai lá qua đường ống thông. Thế thì bây giờ gặp phải một trường hợp nào thì sửa van hai lá qua đường ống thông là gì? Bệnh nhân bị hở van hai lá do xa van hai lá, cái khoảng ghép không lớn, bệnh nhân DD thì giãn rồi, diện tích dòng hở lớn rồi, nhưng mà cái hai cái mép van vẫn có thể clip được, mà bệnh nhân này lại là nguy cơ mổ rất cao COPD chẳng hạn, như cái bệnh nhân chúng tôi trình bày bên đấy thì có thể gửi bệnh nhân đi chỉ định là kẹp van hai lá qua đường thông. Còn nếu vẫn phẫu thuật được vẫn ưu tiên phẫu thuật, chúng ta sức rõ ràng. Thế ở đây chỉ có một cái là hở hai lá thì đo đạc được rất nặng rồi nhưng hoàn toàn không có triệu chứng, thì đây là chúng ta phải chia làm hai cái nhánh. Một nhánh là gì? Chức năng thất trái bị rối loạn. Thế nào là bị rối loạn? Là dưới 60% và DS, có nghĩa là cái đường kính tâm thu trên 40mm thủy ngân thì chúng ta có chỉ định mổ. Các bạn hết sức nhớ chỗ này, nhưng mỗi van lại có khác nhau. Ở đây là EF của thằng hở hai lá dưới 60 đã gọi là giảm rồi, DS của nó trên 40 đã gọi là tăng rồi thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật. Ở đây đã có hai nhánh mà bệnh nhân bệnh van tim hở van hai lá mà do thấp tim chẳng hạn. Đấy, thì nếu mà có thể sửa được thì chúng ta cố gắng sửa. Còn bệnh nhân mà hở van hai lá nặng do bệnh lý thoái hóa van, ví dụ như xa van mà cái dây chằng cột cơ nó thiếu hụt hoặc là cái xa van nó bị xa, nó bị bệnh lý về mô liên kết đấy. Đấy, thì chúng ta có thể sửa được thì chúng ta tốt nhất là nên sửa một cái màu A này này. Đấy, cái màu xanh này này. Còn van tim do thấp tim thì nó lại rơi sang đến cái màu vàng đậm, có nghĩa là chỉ là 2B thôi, còn có thể là điều nào phải thay van. Ở đây nó chỉ là cái giai đoạn là hoàn toàn bình thường chức năng thất trái. Đấy. Và bệnh nhân là ước tính là các cái nguy cơ khi mổ là nhỏ hơn phần trăm ở những cái trung tâm ok vân vân, thì khi đó mặc dù hở nặng không có triệu chứng thì chúng ta mới có thể là có chỉ định sửa van hai lá mà mức độ 2A thôi. Còn không thì bệnh nhân chỉ khi nào mà có tiến triển là thất trái thì nó giãn ra nhanh. Đấy, qua ít nhất 3 lần thăm khám thì khi đó chúng ta mới có thể, ở đây là mức 2B chỉ định sửa van. Thế đó là một bệnh nhân là gì? Hở hai lá nặng, hoàn toàn không có triệu chứng gì, nhưng EF trên 60%, DS là lại 35, chẳng hạn EF là 65,
DS35 thì đo ra như thế, không quan tâm gì đến cái DD ở chỗ này, rồi chức năng thất trái vẫn còn bảo tồn. Thế thì chúng ta làm gì? Chúng ta thôi, chúng ta trung tâm chúng ta không ai dám chắc là cái mổ trung tâm chúng ta là mổ sửa van hai lá là tỷ lệ tử vong dưới 1% và chắc chắn thành công như vậy, thì chúng ta cứ theo dõi bệnh nhân thêm, làm thêm 3 lần siêu âm tim nữa thì lại thấy EF nó ADD nó lại tăng lên. Ví dụ như là EF nó lại giảm đi và chức thất trái lại giãn ra qua 3 lần thì chúng ta mới chỉ định. Còn khi trung tâm chúng ta chắc chắn là chúng ta cái tỷ lệ thành công của phẫu thuật sửa van nó rất là tốt thì chúng ta chỉ định cho bệnh nhân đi sửa van. Thì đây là cái chung đối với là gì? Hở van hai lá. Tiên pháp có nghĩa là ở đây nó nước ngoài nó nhấn mạnh nhiều tới cái việc là hở van hai lá do sa van, còn cái thằng mà hở van hai lá do thấp tim chỉ có một cái góc rất nhỏ này thôi. Tốt nhất là nặng thì phải đi thay van thôi, còn chỉ sửa khi mà cái trung tâm có kinh nghiệm hoặc là cái van đấy nó chưa quá dày thế này thì chúng ta mới có thể như vậy. Thì đây là cái hở van hai lá thứ phát. Ở đây chúng ta thấy hở thứ phát chia làm giai đoạn A, giai đoạn B là tiến triển. Ở đây thì nó cũng nói đến là chủ yếu là đo đạc cái diện tích hở hiệu dụng, cái thể tích hở và các cái gọi là phân số hở dưới 50%, 60 cũng gần gần giống cái kia thôi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó khác đi thêm một chút là gì? Về cái giải phẫu của van thì là cái lá van vẫn bình thường, cái dây chằng rồi các cái vòng cơ sao sao cả cái cơ tim có ok hay không. Đấy thì ví dụ như giai đoạn B thì cái cơ tim cái vòng van có thể giãn ra một chút rồi. Đấy là và nó sẽ khi mà hai van nó đóng lại nó bị hở cái trung tâm gọi là hai cái van không áp được vào nhau vân vân. Thì chúng ta thấy như vậy là giai đoạn B. Giai đoạn C thì nó nặng hơn thì cũng vẫn là các cái thông số hở giống như ở trên về mặt huyết động. Thế nhưng mà chúng ta thấy là về mặt gọi là giải phẫu học của giai đoạn C thì cái đã giãn cái vòng van rồi và cái sự đóng trung tâm của hai cái lá van nó không đóng kín vào nhau nữa, không áp vào nhau nữa. Đấy và bắt đầu là có giãn cái thất trái và rối loạn chức năng rồi cái thất trái giãn và bắt đầu là có rối loạn chức năng tâm thu. Đấy thì chức năng tâm thu này liên quan tới cái bệnh lý ban đầu, ví dụ như là bệnh chúng ta thấy bệnh cơ tim do trong sau một cái bệnh tăng huyết áp sau một cái đái tháo đường hoặc là một bệnh nhân bị các bệnh lý về động mạch vành đa thân chẳng hạn. Thế còn giai đoạn D của cái hở van hai lá thứ phát là gì? Các thông số vẫn như thế nhưng ở đây là chúng ta thấy là gì? Thất trái giãn, đặc biệt là bệnh nhân triệu chứng rất nặng, cái lá và cái vòng van cũng giãn và đóng nó không thể kín được rồi, và cái DD cũng như ở đây nó không có nói rõ chúng ta cái chỉ số nào, chỉ nó nói ở trên cái phần mà hở hai lá tiên phát nó cần đến cái phần này nó nói là chỉ cần nó giãn ra vì đa số hở hở thứ phát nó phải đã có giãn từ đầu rồi, và đây nó nói là liên quan tới cái bệnh lý ban đầu mà cái quan đến bệnh lý ban đầu của cơ tim, ví dụ như là sau nhồi máu cơ tim sau một cái trường hợp tăng huyết áp suy tim vân vân, thì tất cả cái đấy người ta hoặc là bệnh cơ tim giãn thì xếp vào là cái bệnh lý hở van hai lá thứ phát. Thế thì chúng ta làm gì? Người ta vẫn khuyến cáo chúng ta là đối với hở van hai lá thứ phát này thì cái việc điều trị tốt suy tim theo cái chuẩn đã bao gồm là ức chế chuyển ức chế thể chạy beta kháng testosterone acne hoặc là thậm chí là đặt các cái máy tái đồng bộ cơ tim vân vân đấy để chúng ta và thăm và bắt đầu bao giờ cũng tham khảo các ý kiến của các chuyên gia về suy tim để chúng ta sẽ xem là cái điều trị chúng ta đã ok hay chưa, rồi sau đó chúng ta mới tính đến chuyện can thiệp. Đầu tiên là bao giờ là điều trị nội khoa tối ưu đã theo đúng khuyến cáo và thăm khám thêm, đây là theo cái khuyến cáo của Mỹ là gì, thêm ý kiến của các nhà chuyên gia về siêu âm suy tim. Chúng ta thấy là chuyên gia về suy tim thì chúng ta cũng đang cần đào tạo để chứng minh được là gì, chắc chắn là hở van hai lá nặng giai đoạn D. Ở đây giai đoạn D này vừa hở hai lá nặng để vừa có triệu chứng, ở đây rất rõ ràng về đánh giá nếu EF của bệnh nhân trên 50% nghĩa là còn tương đối tốt, vẫn còn những cái triệu chứng nặng mặc dù điều trị nội khoa tối ưu. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là đối với hở van hai lá thứ phát thì điều trị nội khoa tối ưu vẫn là nền tảng, không có cái nào chỉ định mổ hoặc là can thiệp ở cái màu xanh cả, thì chúng ta có thể tính chuyện là phẫu thuật để sửa với chỉ là 2B thôi. Còn nếu EF bị giảm rồi dưới 50%, bệnh nhân vẫn còn triệu chứng mặc dù đã điều trị nội khoa tối ưu rồi, thấy cái giải phẫu của van là
vẫn là phù hợp, và cái EF vẫn tròn từ 20 đến 50%. Ở đây chúng ta nhớ rằng là EF 20 đến 50% nhé. Còn nếu dưới 20% thì cũng không có chỉ định nữa. Cái DD, DS thì nó dưới 70, áp lực động mạch phổi là dưới 70 mm thủy ngân thì chúng ta có chỉ định là sửa van hai lá qua đường ống thông bằng cái kẹp S2S. Đây là một cái trong chỉ định ở mức độ 2A. Còn nếu không, triệu chứng bệnh lý vẫn nặng thì phải có thể gửi bệnh nhân đi mổ. Còn trừ trường hợp là vừa hở van hai lá vừa giai đoạn D mà triệu chứng rất là nặng, bệnh nhân lại phải đi mổ bắc cầu nối mạch vành chẳng hạn, thì trong lúc mổ bắc cầu nối mạch vành thì bao giờ cũng có lời khuyên là sửa van hai lá luôn, thì đấy là có mức độ chỉ định 2A. Tóm lại là gì, cái hở van hai lá thứ phát vẫn ưu tiên là điều trị nội khoa tối ưu đã, kể cả các cái phương pháp điều trị tối ưu hơn như tái đồng bộ cơ tim trong cái điều trị suy tim, sau đó căn cứ vào AF và căn cứ vào cái mức độ giải phẫu của van mà phù hợp thì chúng ta tốt nhất là cho bệnh nhân đi chỉ định sửa van hai lá qua đường ống thông. Thì đây là những cái nó rất là rõ trong các cái nghiên cứu như vậy. Một bệnh lý nữa, những cái này thì tôi chỉ nói ngắn qua để chúng ta cùng tham khảo, bởi vì cái giờ của chúng tôi sắp hết, là hở van ba lá là cái van rất dễ bị lãng quên. Người ta phân ra cũng làm hai loại, primary là hở van ba lá tiên phát, ví dụ bị thấp tim, viêm nội tương mạc nhiễm khuẩn do bác sĩ đặt các cái điện cực trong tim gây ra nó hở như thế, rồi bệnh tim bẩm sinh ví dụ như Epstein vân vân. Còn hay gặp hơn là cái thứ phát, ví dụ như là bệnh nhân tăng động mạch phổi quá sau có bệnh lý bên tim trái, bệnh cơ tim giãn vân vân. Đấy, thì chúng ta đều có những cái trường hợp như vậy. Cũng có phân độ giai đoạn là A, B, C, D. A, B, C, D thì ở trên thì chúng ta thường là chúng ta dẫn lại luôn là P. Thì ở đây người ta chủ yếu cũng dựa vào là cái gì? Đánh giá cái huyết động học qua van là gì? Cũng là cái dòng hở trung tâm có tới 50% của chiếm tới 50% của cái nhĩ phải hay không? Diện tích giờ hiệu dụng, thể tích hở là bao nhiêu, thì chúng ta có những con số cụ thể đây để chúng ta phân ra giai đoạn gì. Khi gọi là nặng thì dòng hở trung tâm trên 50%, thể tích dòng hở là trên 45 ml vân vân. Đấy thì chúng ta thấy, và có triệu chứng hay không thì để chúng ta suy ra là đây là giai đoạn C hay giai đoạn D của cái hở van ba lá, một cái van chúng ta rất dễ lãng quên, rất khó điều trị. Đấy, rất khó điều trị trong trường hợp này. Thì đây chúng ta phải có một cái xác đồ chúng ta xử trí van ba lá. Nếu mà hở van ba lá nặng giai đoạn C hoặc D với cái thông số huyết động như trên, nếu bệnh nhân phải đi mổ để tác động vào tim bên trái, ví dụ như là van thay van hai lá hoặc van động mạch chủ, thì thôi có chỉ định sửa van ba lá là đương nhiên, với cái màu xanh chúng ta lại bắt buộc phải có chỉ định. Nhưng nếu mà bệnh nhân lại hở tiên phát mức độ rất là nặng thì chúng ta có thể xét phẫu thuật như vậy. Đấy, và khi mà chứng minh là đã có suy thất phải rồi, để chúng ta phải nói rất rõ là hở hai lá mức độ C đến nặng nhưng mà thất phải đã suy rất nặng rồi thì chúng ta đánh giá. Nhưng mà hở ba lá lại là thứ phát, không điều trị nội khoa nội tiểu thì không có thua gì. Đấy, vòng van đại giãn vân vân thì chúng ta cũng có thể chỉ định thì phẫu thuật. Đấy. Và trước đây bệnh nhân lại có là gì? Đã có cái phẫu thuật ở bên trái, van bên trái, bây giờ lại hở tiếp van ba lá. Đấy, nhưng mà không có cái mức độ hở tăng áp mạch phổi không nhiều lắm thì chúng ta có thể đi chỉ định sửa van ba lá, nhưng mà cái mức độ chỉ là 2B thôi, chúng ta thấy rất rõ. Còn đối với bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng mà hở van ba lá lại là tiên phát, ở đây chúng ta nhớ là nếu mà nghiêng về tiên phát thì mới hay có chỉ định can thiệp, còn nếu mà thứ phát thì chúng ta vẫn phải chữa cái bệnh chính là cái bệnh tim bên trái. Đấy, thì chúng ta có thể chỉ định sửa cái van ba lá này nhưng chỉ ở mức độ 2B, nghĩa là có thể thôi nhưng mà phải hết sức cân nhắc. Mà khi mà nó cái hở van ba lá tiên phát này mà nó lại tiến triển gây giãn ra thất phải, tóm lại là gì, một cái hở van ba lá chúng ta phải xem là tiên phát hay thứ phát. Nếu thứ phát chỉ có can thiệp mổ khi mà chúng ta mổ cái van tim bên trái thôi, nghĩa là nó thứ phát sau một cái mà bệnh lý van tim bên trái, còn nó tiên phát nó hở ngay từ đầu do những cái bệnh lý thoái hóa rồi vân vân cái thứ, thì khi đó là chúng ta cần lúc đó thì chúng ta mới tính chuyện là có phẫu thuật hay can thiệp hay không. Nhưng mà tôi cũng mở ngoặc đơn luôn là hiện nay có một số trung tâm đang nghiên cứu là có thể sửa van ba lá qua đường ống thông kẹp giống như van hai lá. Tuy nhiên cái đấy là kết quả nghiên cứu nó còn chưa công bố được rộng rãi, do cho nên là chưa ứng dụng vào
được cái khuyến cáo năm 2020 của Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ, nên nói rất rõ như vậy. Một cái nữa là chúng tôi nói về cái bệnh lý van tim phối hợp. À, một ông rất hay kèm theo là gì? Vừa hẹp hai lá, xin lỗi, vừa hẹp van động mạch chủ, vừa hở van hai lá, nghĩa là hở hai lá kèm hẹp. Thì chúng ta sẽ xem là gì? Hẹp động mạch chủ là nặng là chính, hẹp hở van hai lá nặng là chính. Nguy cơ phẫu thuật ra làm sao và lựa chọn cái thủ thuật phẫu thuật như thế nào? Đấy, thì chúng ta dựa trên cái đó để chúng ta đưa ra quyết định. Ví dụ như một trường hợp là gì? Một bệnh nhân là gì? Có cả là nếu mà chỉ xét riêng của cái van động mạch chủ thì vừa có thể là chỉ định thay van động mạch chủ được, lại vừa có thể là chỉ định thay van mạch chủ qua đường thông và qua đường mổ. Nhưng bệnh nhân này là làm sao? Bệnh nhân là có cái hở van hai lá thứ phát do giãn cái thất trái ra, nguy cơ mổ lại rất thấp, thì khi đó người ta ưu tiên chúng ta là gì? Nên mổ thay van động mạch chủ, và trong khi đó trong quá trình chúng ta sửa van hai lá. Hoặc phương án số 2 là chúng ta sẽ làm TAVI trước và sau đó là chúng ta sẽ kẹp van hai lá qua đường ống thông, thì đây là cái lựa chọn số 2 thôi. Còn nếu mà những bệnh nhân này lại chỉ là lựa chọn cho thay van mạch chủ qua đường ống thông và hở van hai lá này là thứ phát, ví dụ như bệnh nhân cao tuổi chống chỉ định cho cái việc mà chúng ta làm TAVI rồi, thì khi đó là chúng ta nguy cơ phẫu thuật rất là cao, thì khi đó chúng ta buộc phải làm TAVI cộng với là sửa van hai lá qua đường ống thông, nghĩa là kẹp van hai lá qua đường chống thông thôi. Thì đấy là cái cách chúng ta tiếp cận khi mà bệnh nhân có hỗn hợp cùng mũ hai van, thì chúng ta đánh giá là gì? Cái mức độ hở van mạch chủ nặng hay nhẹ, ưu tiên của cái thằng van mạch chủ này là ưu tiên cho mổ hay là ưu tiên cho can thiệp, sau đó mới xét tiếp là cái van hai lá là mức độ này là tiên phát hay là thứ phát, và cái nguy cơ phẫu thuật của bệnh nhân để chúng ta ưu tiên lựa chọn cái phương án cho bệnh nhân cho nó phù hợp, để phân tích như thế cho nó rõ. Còn rất là nhiều phần nữa nhưng khá là phức tạp để trả lời cho những cái câu hỏi như trên, thì chúng tôi xin mấy phút nữa là chúng ta hết giờ. Thứ nhất là về cái phần van nhân tạo, thì van nhân tạo chúng ta hiểu ở đây trong cái khái niệm mới là cái van mà được bằng thay đường qua đường mổ hoặc là đường thông đều gọi là van nhân tạo. Có hai loại, van cơ học thì đương nhiên chỉ có mổ được thôi, van sinh học thì có thể phẫu thuật hoặc qua đường ống thông. Cho nên chúng ta khi đã gọi là van sinh học thì phải hiểu là có thể là van nhân tạo qua đường mổ hoặc qua đường ống thông. Thì đối với van nhân tạo thì nó chỉ có hai câu hỏi: khi nào thì nên lựa chọn van cơ học và van sinh học, đồng nghĩa với việc là khi nào có thể lựa chọn được đối với van động mạch chủ chẳng hạn, hoặc thì chúng ta đồng nghĩa với việc là khi nào chúng ta lựa chọn thay van qua đường ống thông. Thì ở đây đầu tiên là người ta dựa trên là gì? Bệnh nhân có thể dùng được kháng vitamin K hay không? Nếu dùng được kháng vitamin K thì chúng ta cả câu hỏi là thay van động mạch chủ hay là thay van hai lá, xong sau đó mới xem xét đến tuổi của bệnh nhân và để chúng ta quyết định. Đầu tiên là nếu mà không sử dụng kháng vitamin K thì thôi, cứ phải lựa chọn van sinh học là cái điều kiện mà không thể không theo dõi được, là vì chống chỉ định hoặc là phập phù trong cái chuyện bệnh nhân đã có chảy máu vân vân, thì nên là lúc đó thì chúng ta là không thể dùng được kháng vitamin K của bệnh nhân. Thì chúng ta có thể là phải tính đến cái chuyện là thay van sinh học cho bệnh nhân để sau này chúng ta được khỏi ân hận. Còn nếu được thì chúng ta mới lại cân nhắc tiếp dựa trên tuổi. Nếu mà tuổi dưới 50 thì nên thay van cơ học, tuổi 50 đến 60 thì cân nhắc van cơ học hoặc van sinh học, trên 65 thì ưu tiên dùng van sinh học đối với van động mạch chủ. Còn đối với van hai lá thì cũng chỉ phân ra hai độ thôi, dưới 65 và trên 65. Dưới 65 thì ưu tiên van sinh học và trên 65 là ưu tiên van cơ học. Nhưng mà trước khi được cái tuổi này và cái nhánh này thì chúng ta phải nhớ là xem xét bệnh nhân có dùng vitamin K được hay không. Cái thì đây là một loạt các yếu tố nghiêng về van cơ học hay là van sinh học của chúng ta để quyết định. Đối với van nhân tạo thì có câu hỏi số 2 là van dùng thuốc chống đông như thế nào cho nó tốt cho trường hợp như vậy. Thì chúng ta đi theo cái nhánh này đã, là cái van sinh học của chúng ta. Xin lỗi. Van sinh học. Ở những cái van sinh học do mổ, van động mạch chủ hoặc là van ba lá, thời gian ban đầu từ 3 đến 6 tháng thì kháng vitamin K nên dùng liều để đạt được đích là 2.5. Lâu dài sau này chỉ cần dùng Aspirin 75-100. Cái này rất là rõ. Riêng đối với TAVI chúng ta cũng sẽ có như vậy. Ở đây chúng ta sẽ thấy là gì? Trong 3 đến 6 tháng đầu thì chúng ta đánh giá nguy cơ chảy máu để chúng ta quyết định. Ở đây chúng ta thấy là TAVI nó khác thế kia một chút, là khi thì đánh giá nguy cơ chảy máu được quyết định. Trong đó là người ta sử dụng là
aspirin 75-100 cộng với clopidogrel 75-100 hoặc là kháng vitamin K để đạt đích NR 2.5. Hai cái này đều chỉ là ở mức 2B. Chúng ta thấy đây nó cũng thay đổi so với khuyến cáo trước khá là nhiều gì. Đối với Tavi thì thậm chí là không cần phải dùng lâu dài nữa cái thuốc mà gọi là chống đông kháng vitamin K trong mấy cái giai đoạn đầu hoặc NOAC giai đoạn đầu lâu dài nữa thì nó khác với cái cước một chút đấy. Còn chỉ đối với thay van qua đường mổ thì chúng ta phải dùng 36 tháng đầu. Còn đương nhiên là ở đây thì chúng ta thấy là cái van cơ học rồi thì kháng vitamin K rồi thì chúng ta sẽ định giá là đối với van động mạch chủ thì 2.5 đấy, van động mạch chủ mà lại nguy cơ đông máu cao thì 3.0, còn van hai lá cơ học thì chúng ta 3.0 đấy. Thì chúng ta nếu bệnh nhân có chỉ định dùng các cái thuốc chống cái tập tiểu cầu thì chúng ta cho thêm aspirin 75-100. Cái này nó khác cái ở kia, nó khác cái trước mà chúng ta được học nhé. Trước là những các cái khuyến cáo trước là cho luôn cộng với aspirin, chúng ta chảy máu nhiều quá. Bây giờ người ta chỉ cho với điều kiện bệnh nhân đấy bắt buộc phải chỉ định aspirin. Ví dụ thay van động mạch chủ nhưng bệnh nhân có bệnh lý mạch vành đang đặt stent rồi thì đương nhiên chúng ta phải dùng aspirin. Thì đó chúng ta là gì, dùng INR cộng với aspirin thì chúng ta sẽ đạt được như vậy. Đấy. Khi mà làm các cái thủ thuật khác mà không phải làm, nghĩa là các thủ thuật khác bên ngoài ra thì chúng ta có phải ngừng kháng vitamin K hay không, thì chúng ta đấy là gì, nếu đạt được cái đích trong các cái đích này thì không cần phải dùng các cái bridging. Còn chỉ làm bridging nghĩa là cái cầu nối cho khúc tiêm khi INR của chúng ta là ở dưới cái các cái gọi là dưới cái mức nguy cơ chúng ta đạt được thôi, có nghĩa là không đạt được cái đích theo yêu cầu thì khi đó chúng ta mới phải dùng đến các cái thuốc kháng thuốc chống đông khi chúng ta mắc cầu nối cho những cái thủ thuật khác. Đấy thì chúng ta thấy là cái chỉ cái khuyến cáo này nó rất rõ và có một số các thay đổi như vậy để chúng ta trả lời câu hỏi nó hết sức rõ ràng. Còn khi có huyết khối thì liên quan thì chúng ta xử trí như nào? Nếu mà một nhân va mang van nhân tạo mà có huyết khối ở nơi khác thì khi đó với van động mạch chủ thì chúng ta phải cho thêm aspirin và đẩy lên 3.0, van hai lá thì chúng ta đẩy lên đích 4.0 và cho thêm aspirin. Còn huyết khối tại van thì chúng ta phải làm ngay xương thành ngực, xương thực quản hoặc là chiếu X quang vân vân, và chúng ta sẽ theo cái chỉ định là gì, có thể thuốc tiêu huyết khối nếu mà cái cục huyết khối đến nó nhỏ, còn mổ cấp cứu cái cục huyết khối lớn và bệnh nhân có nặng. Thì đấy là những vấn đề nó khá là rõ ràng rồi để chúng ta hiểu. Còn đây là những cái khác về xử trí hẹp và hở van thì thôi chúng tôi cũng xin phép đi sâu nữa vì cái rất là nhiều vấn đề. Chỉ câu hỏi cuối cùng này cũng là các bạn làm bài thi thì giới thiệu qua một chút. Thế phụ nữ có thai, tôi hỏi tôi có mang thai được không? Thì đối với những phụ nữ trước khi quyết định có mang thai cần phải làm đánh giá khám bác sĩ và đánh giá siêu âm trước khi quyết định có thai không và mức độ bệnh van có nặng hay không. Nếu bệnh lý van tim mà được xếp vào nặng, có nghĩa là từ giai đoạn C, D thì bắt buộc cái người phụ nữ đấy phải khám bác sĩ chuyên khoa tim mạch và chúng ta để mang quyết định. Nếu bệnh nhân có triệu chứng thì bắt buộc thì chúng ta phải can thiệp cái van đấy trước khi khuyên người ta có thai, bao gồm là gì, và khi can thiệp cái van đó chúng ta có thể nong van, chúng ta có thể thay van và van nếu nó lựa chọn được van loại gì thì người ta ghi rõ chúng ta là cái lựa chọn dựa trên bàn bạc và ưu tiên lựa chọn cái van sinh học hơn là van cơ học, ở đây là rất rõ. Còn ngược lại nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng ta cũng vẫn phải đánh giá, mặc dù cái bệnh lý van nặng rồi nhưng chưa triệu chứng thì chúng ta phải làm stress test, nghĩa là trước khi quyết định mang thai. Nếu mà khi làm stress test đấy thì bệnh nhân là gì, nó có triệu chứng nó xuất hiện rõ ràng, xin lỗi, thì chúng ta phải ví dụ bệnh nhân hẹp van hai lá khít 1.3, không có hoàn toàn triệu chứng, áp lực phổi không tăng, bệnh nhân hỏi có thai được không, cho làm stress test mà áp lực mạch phổi nó tăng trên 50 thì khi đó đi nong van đã rồi mới khuyên bệnh nhân có thai, ví dụ như thế. Van hai động mạch chủ hẹp mà như thế thì cũng làm stress test vân vân để chúng ta mới quyết định. Còn trường hợp làm stress test là bệnh nhân không bị tăng lên mà vẫn hoàn toàn bình thường, áp lực mạch phổi bình thường, chênh áp qua van hoàn toàn bình thường thì khi đó chúng ta mới theo dõi chặt chẽ ở những cái trung tâm có cả bác, có cả van tim và bác sĩ sản khoa để chúng ta đưa ra được quyết định cho người bệnh một cách chính đáng. Đấy là những cái vấn đề. Vấn đề thứ hai là thuốc chống đông cho phụ nữ có thai thì ta sử dụng như thế nào? Không may đang có thai mà phải dùng thuốc chống đông. Đấy. Thì câu hỏi luôn luôn đặt ra là gì?
Bệnh nhân này có thể duy trì được thuốc chống đông trong và có thể theo dõi được suốt trong thời kỳ mang thai không? Thì nếu không thì chúng ta nên tham vấn và để bỏ cái thai đi, để ghi rất rõ. Nếu có thì bệnh nhân phải được tham vấn rằng là các cái chiến lược dùng thuốc chống đông này như thế nào cho mẹ và con, để suy đó chúng ta đưa ra quyết định và chúng ta dựa vào cái liều warfarin. Nếu liều warfarin mà trên 5 mg trong một ngày và đã đạt được cái đích rồi đấy thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? Đấy, chúng ta sẽ làm gì tiếp ở đây? Nếu liều trên 50 g mà đạt được đích thì chúng ta sẽ là gì ở đây nhé? Nếu liều bệnh nhân cho trên 50 g trong một ngày hay không, ở đây là yes, có nghĩa là phải dùng liều trên 50 g trong một ngày, thì khi đó người ta chiến lược là 1 2 3 tháng đầu là gì, chúng ta có thể sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp trong 3 tháng thai kỳ đầu tiên, sau đó là warfarin tiếp tục trong 2 đến 3 tháng tiếp theo của thai kỳ tiếp theo, của ba cái thai kỳ tiếp theo trong 3 tháng giữa 3 tháng cuối đấy. Đấy, nếu mà cả chữ yes đấy, nếu bệnh nhân có thể chỉnh được liều heparin trọng lượng phân tử thấp và cái cơ sở chúng ta phải theo dõi được yếu tố 10A. Còn nếu không thì chúng ta phải dùng heparin thường. Đây nó phải rõ, ghi rõ thế và chỉnh. Đấy. Ở đây nó có một từ là gì? Nếu liều warfarin của chúng ta lại là gì? Không phải là đã dùng trên 50 g trong một ngày, có nghĩa là ý nói liều chúng ta dùng thấp mà đã đạt được yêu cầu rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thể sử dụng một trong hai chiến lược sau, hoặc là tiếp tục dùng warfarin từ cả trong cả 3 thai kỳ của bệnh nhân, nó ưu tiên hơn là 2A, hoặc là chúng ta có thể dùng heparin trọng lượng phân tử thấp trong hai kỳ sau, xin lỗi, trong kỳ đầu của thai kỳ và hai kỳ sau thì chúng ta quay trở lại warfarin, nhưng mà cái này chỉ là 2B thôi, tốt nhất là chúng ta duy trì cái này và đạt được liều. Và ở đây người ta phải nhấn mạnh là gì? Trước 1 tuần phải dừng heparin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp. Trước 36 giờ nếu đang dùng heparin trọng lượng phân tử thấp thì phải sang heparin thường. Và trước 6 giờ thì chúng ta dừng cái chuyển heparin để cho bệnh nhân đi đẻ hoặc mổ đẻ, và sau đó là chúng ta quyết định chúng ta sử dụng lại. Đấy, thì còn nếu mà khi phải mổ khẩn cấp thì ở đây thì chúng ta thì đang vùng khám vitamin K đây, thì chúng ta nên mổ đẻ và dùng các cái chất để trung hòa cái thuốc kháng vitamin K trong trường hợp chúng ta mổ khẩn cấp. Thì đấy là những cái vấn đề là còn thế nào là cái liều heparin mà cộng đồng thử thấp theo dõi được, cái này hết sức chặt chẽ. Ở trong viện ta cũng đã có vấn đề đã phải là nói các bạn rồi, chúng ta không theo dõi yếu tố 10A cho bệnh nhân, không khám mà chúng ta cứ tung cái liều ra thì nhiều khi rất là nguy hiểm, mà phải đạt được liều trong cái khoảng từ 0.8 đến 1.2 đấy, chúng ta phải đạt được liều như vậy. Đấy là những một số một loạt các cái vấn đề khác và những lưu ý ngoại khoa thì chúng tôi không có xin bàn ở đây. Đấy là những cái vấn đề nó còn khá là nhiều. Thì cái phần trình bày của tôi thì là cũng đã hơi quá giờ một tí, thế nhưng mà chúng tôi nghĩ là để nói hết những cái ý đấy và để trả lời cho câu hỏi như vậy, tôi xin tạm dừng ở đây. Còn những câu hỏi khác thì xin mời các bạn là tập hợp lại và chúng tôi sẽ có buổi giải đáp thắc mắc. Vì cái bài phân công cho tôi dài quá cho nên là tôi chỉ muốn diễn giải cái ý chính để các bạn có nghe được thôi. Rất là cảm ơn các bạn, và các bạn sẽ tiếp tục học bài sau của thầy Quang.